Kết quả khám nghiệm cho thấy đám cháy phát ra từ bình ga trong bếp. Có một tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa lan rộng ra và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Anh Trần Văn Minh, giám đốc công ty bất động sản không may tử nạn. Đã có kết quả rồi hả? Phải có kết quả chứ anh. Vụ việc thì cũng đã xảy ra được 2 tuần rồi, phải cho dân tình người ta hóng hớt chứ. Kết quả như thế nào? Thi thể của anh Trần Văn Minh rất may không bị thiêu cháy, nhưng đã co cứng lại. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 50 tỷ. Đúng là một vụ tai nạn thảm khốc. Đưa cái đó cho anh. Thi thể của Trần Văn Minh rất may không bị thiêu cháy nhưng mà đã co cứng lại. Ủa sao kỳ vậy? Anh thấy có cái gì đó là lạ. Anh nhớ không nhầm là sau khi bà quả ghé thăm được tầm 20 phút thì lúc đó là phía bên cơ quan phòng cháy chữa cháy họ đã tìm tới rồi mà. Chính xác là 22 phút và sau đó 30 phút thì đám cháy mới được khống chế. Cái vấn đề ở đây là nếu như mà Minh chết vì hỏa hoạn mà chưa đến một tiếng thì thi thể không thể nào co cứng lại được. Quá trình cơ thể co cứng diễn ra như thế nào? Từ 2 đến 6 tiếng sau khi chết, đầu tiên là co cứng ở phần mí mắt, cổ và hàm. Từ 4 đến 6 tiếng tiếp theo thì bắt đầu co cứng ở tứ chi đến các cơ quan nội tạng. Đúng, chính xác là như vậy. Nếu như mà xét đúng như vậy thì thi thể của ông Trần Văn Minh lúc bị thiêu cháy chưa đầy một tiếng thì tại sao cơ thể có thể co cứng lại như vậy? Ý anh là sao? Chỉ có một giả thuyết, đó là án mạng. Cái nói là nói nhỏ nhỏ thôi, cái này là mình chưa có kết quả điều tra, chưa có chứng cứ đàng hoàng. Nội bộ mình biết thôi, mình la gì rồi ngoài ta nghe rồi sao? Nhưng mà em không thấy không thể nào là án mạng được. Tại vì anh Minh còn trẻ còn khỏe, ai ám sát được ảnh? Thử chưa biết khỏe không? Khủng quá à, trẻ thì người ta khỏe thôi. Với lại Tiên là Tiên đã gặp rồi, ảnh chơi thể thao rất là tốt, cho nên là không có khả năng đó đâu. Mà nói nghe nè, tụi mình á là dân thường, còn ông Minh á, ông là đại gia có tiếng á. Đụng tới chuyện này mà mình sơ xuất cái gì một cái rã tim á. Bây giờ cái chuyện này là anh em tụi mình chỉ âm thầm điều tra thôi, tuyệt đối là không để cho ai biết. Và nhớ cho anh là điều tra trên những cái bằng chứng đã có, và khi nào có kết luận điều tra đầy đủ thì mới đưa ra được kết luận. Nhưng mà anh nên nhớ, vợ của anh Minh này là diễn viên Thúy Diễm, vừa nổi tiếng nè mà vừa chăm đi từ thiện nữa. Lỡ mà đụng chuyện ra sơ sót gì ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô ấy hả? Team mình xong. Thì đó, thì bởi vậy anh mới dặn mấy đứa là mấy cái chuyện này giống như là nội bộ công ty mình bí mật, chỉ có ba anh em mình biết thôi, tuyệt đối không để cho người thứ tư, kể cả những đứa mà vắng mặt trong công ty này, không để cho nó biết luôn. Thiệt hả? Ừ. Rồi tiếp theo, bây giờ anh nói nè, tụi em nghĩ nếu như mà ông Trần Văn Minh mà tự dưng ổng chết bất đắc kỳ tử như vậy á, thì anh nghĩ là khi mà làm ăn lớn như vậy thì sẽ có rất là nhiều kẻ thù. Ví dụ như cấp dưới nó muốn leo lên để nó ngồi trên, thù về làm ăn trong kinh doanh, những cái thù cá nhân, hoặc là nói chung là trong cái mối quan hệ làm ăn của ổng, để chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tiền các kiểu. Còn em thì vẫn giữ quan điểm của mình, thì đây chỉ là một vụ tai nạn thôi. Tại vì anh Minh ảnh quá giàu đi, mà một người giàu như vậy thì đương nhiên là an ninh ở nhà rất là nghiêm ngặt, đúng không? Không có ai mà có thể ra tay được trong nhà của anh hết. Nhưng mà không có cái sự việc nào nó hoàn hảo hết đó. Ví dụ như là giàu quá cho nên là nội thất gia đình nó tốt hết, đúng không? Lỡ sơ sót một cái gì đó bén lên một ngọn lửa cháy, tai nạn chưa? Thấy không? Không. Động cơ lần này sẽ là tiền. Ông Minh không những giàu mà là rất 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 giàu. Muốn chiếm đoạt gia tài của ổng thì chỉ cần dựng lên một hiện trường giả thôi là xong một mạng. Đúng, để chiếm đoạt tài sản.
và người có động cơ thực hiện nhất là người vợ, người sát cánh với ông. Trời ơi, không có nói bậy được đâu nha. Người ta là diễn viên nổi tiếng đó. Thì bởi vì anh mới nói là cái chuyện này là cái chuyện nội bộ, anh đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Em lúc nào em cũng sợ hết á. Thì ba anh em mình biết thôi. Nếu mà bây giờ người thứ tư mà biết nữa chỉ có em nói thôi. Chính xác. Em lúc nào em cũng sợ hết á. Đã anh đã dặn là cứ âm thầm điều tra, bứt dây là động rừng, nghe chưa? Rồi, còn cái hình mà cô vợ này á, anh sẽ gửi mail riêng qua cho từng đứa. Tuyệt đối coi cái gì lấy mail ra trong điện thoại thôi, cho nó bí mật. Đây là cô gái Thúy Diễm, 25 tuổi, kết hôn với ông Trần Văn Minh cách đây 5 năm. Và sự nghiệp của cô ấy bắt đầu từ lúc mà cô ấy chỉ mới 5 tuổi là đã bước vào nghề diễn viên và người mẫu rồi. Nhưng mà trong vòng 5 năm qua thì chưa có con và chưa có bất kỳ một scandal nào hết. Vậy nếu sự việc này dở lỡ ra thì sẽ là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Chào chị. Chào anh, mời anh ngồi. Tôi là Tú, là bạn học của Minh. Anh là bạn học thời đại học hả anh? Tôi học chung với nhau thời mẫu giáo cũng khá là lâu rồi. Hèn gì tôi không có nghe chồng tôi nhắc gì về anh hết á. Tôi đi nước ngoài sống cũng mười mấy năm, thì lần này tình cờ về tôi cũng nghe cái chuyện của Minh, qua đây chia buồn cùng với chị. Dạ, cảm ơn anh. Anh ấy rời đi đột ngột quá. Thật sự khi mà tôi nghe tin về anh ấy đi đột ngột như vậy, tôi cũng không thể nào tin được cái chuyện nó xảy ra như vậy hả chị? Chuyện á là bữa đó cuối tuần nên vợ chồng tôi mới về căn nhà đó nghỉ ngơi. Lúc đó thì tôi đang lo ở ngoài vườn tưới cây, còn anh ấy á chắc đang ở trong bếp. Anh ấy thích nấu ăn lắm nên ấy tối ngày cứ lủi thủi trong bếp vậy đó. Rồi tự nhiên cái đột nhiên tôi nghe một tiếng nổ lớn, khói nghi ngút gì đó. Tôi chạy vô trong bếp, lúc đó thì lửa đã bao trùm cái bếp rồi. Tôi cứu anh ấy không có kịp. Chỉ là cái này là do nổ bình ga hả chị? Đúng rồi anh. Tôi nói ảnh á là xài bếp điện đi, nhưng ảnh không có nghe tôi. Ảnh nói á là xài bếp ga để nấu ăn cho ngon hơn. Mà cũng đâu cần thiết gì phải nấu ăn đâu anh. Về chỉ nghỉ ngơi thôi. Mà một hai á, anh đòi là nấu ăn cho tôi. Anh muốn tận tay nấu những món ngon cho tôi để bổ dưỡng. Để rồi xảy ra chuyện việc như vậy nè. Tôi mệt quá. Thôi anh ngồi đây nha, tôi lên nghỉ ngơi. Chào anh. Chú ơi. Dạ. Chào con, có chuyện gì vậy? Con chào chú. Con là bạn của Minh đó chú. Bạn của Minh. Nhắc tới cậu Minh thì tội nghiệp, thương cậu Minh quá. Cậu là người có tài, tương lai còn rất là dài. Mà dạ. Mà chú là quản gia trong nhà này hả? Chú ở đây bao lâu rồi chú? Tôi ở đây đã lâu rồi, từ ngày cậu Minh về đây mà cất cái nhà này là tôi đã về. Dạ. Tính ra là cũng khoảng 10 năm rồi. Khoảng thời gian cũng khá là dài. Chắc chú cũng xem cậu Minh như là người thân trong nhà của mình ha? Đúng rồi, tôi coi cậu Minh như là con trai của tôi vậy. Tội nghiệp cậu, không cha, không mẹ, mà một mình dựng lên cái cơ đồ như thế này nè. Dạ. Nếu như mà nói như vậy thì Minh sống ở đây một mình cho tới khi lấy vợ luôn hả chú?
Đúng rồi, thân có một thân một mình mà, thì sống với ai? Dạ. Nhưng mà con thấy là sau kết hôn 5 năm mà hai vợ chồng chưa có con hả? Nói về chuyện này sao bà Diễm bà nghe bà rầy tôi chết. Cậu Minh hồi đó cũng muốn sinh con, mà cô Diễm thì bận về diễn viên người mẫu gì đó không biết, mỗi tháng phải đi từ thiện lần nữa nên cũng chịu sinh. Cũng tội nghiệp cậu Minh, lẽ ra cậu Minh phải có vài đứa con kháo khỉnh rồi nhìn tụi nó lớn lên, vậy mà đi sớm quá, sao mà tự nhiên đi vậy? Tự nhiên mà sao được, sức khỏe cậu Minh lúc này suy yếu lắm, thường xuyên hay xỉu lên xỉu xuống hoài à. Ồ, vậy là sao chú? Yeah. Cậu Minh, uống miếng nước cho khỏe. Cảm ơn chú. Chú Tư, dạo gần đây ở nhà có việc gì đặc biệt không? đâu có gì đâu. Sao vậy chú Tư? Có chuyện gì thì chú có thoải mái chia sẻ với con. Ngồi xuống đây, có gì chú cháu mình tâm sự. Thôi, tôi cậu ngồi đi, tôi phận tôi tớ mà sao có ngồi đó được. Dù gì cũng nữa cũng mang ơn cậu, cũng mang tôi biết bao nhiêu năm nay giúp đỡ cho tôi có việc làm. Chú Tư, sao tự nhiên chú nói chuyện với con như người xa lạ vậy? Con với chú đâu phải là mới biết nhau đâu. Mấy năm nay thì con cũng nhờ chú ở nhà chăm sóc cho nhà cửa này, rồi còn lo lắng cho con, thì con mới tập trung cho công việc của con được. Vậy thôi thì cậu cứ yên tâm, cậu làm việc đi ha, để tôi xuống bếp tôi làm ít đồ ăn. Dạ. Nếu vậy thì sau này có chuyện gì chú cháu mình giống như người nhà, có gì chú cứ nói với con nha. Dạ được, hiểu mà. Ủa, đọc sách tiếp đi ha. Dạ vậy? Sao vậy Minh? Minh! Minh! Tôi nghĩ rằng lúc xảy ra đám cháy cậu Minh chắc xỉu nên không thể biết được, nên mới xảy ra như vậy. Mà Minh ngất xỉu như vậy bao lâu rồi chú? Khoảng 3-4 tháng nay rồi. Dạ, con cảm ơn chú nha. Sao rồi anh, đi một chuyến về có kết quả gì không? Kết quả là anh thấy là cái cô diễn viên xinh đẹp gì đó mới 25 tuổi thôi đúng không? Mà bây giờ nhìn như 52 tuổi. Trời đất ơi, anh nói gì ghê quá vậy? Anh nói thiệt. Em nhìn vô cái nét mặt của cổ bây giờ thất thần nhìn. Nói chung là không trang điểm, không son phấn gì hết. Rồi mắt thì thâm quầng. Rồi khóc riết mà đỏ mắt. Nói chung là anh cảm giác như là đang bị suy sụp tinh thần rất là nặng, nhìn rất là già. Thì đúng rồi, chồng mới chết mà, dù bên trong có như thế nào thì bên ngoài cũng phải thể hiện ra cho mọi người thấy là mình rất đau buồn. Vậy là Tình vẫn nghĩ Thủy Diễm... Tình không có khẳng định nha. Nhưng mà có những chuyện á, lúc mà Tiên biết được Tiên sẽ bật ngửa đó. Cuộc đời này nhiều thứ quái quâm lắm. Tiên không nghĩ như vậy đâu. Tại vì hai người này rất là đẹp đôi luôn á. Gọi là cặp đôi đẹp nhất V-Bip luôn á. Ai cũng phải ngưỡng mộ mà. Những thứ có trong showbiz á thì thường là lời đồn. Mà đã là lời đồn thì không đáng tin. Tiên, em nói là em hay gặp anh Minh ở cái chỗ chơi quần vợt đúng không? À, gần nhất là chơi cầu lông á. Nhưng mà anh cũng có chơi quần vợt nữa. Chơi thể thao rất là nhiều luôn. Ngoài quần vợt ra anh còn chơi gôn nè, đi đá banh nè, với bơi lội nữa. Nói chung là anh nổi tiếng chơi thể thao nhiều. Rồi gặp ảnh khi đó thấy anh như thế nào? Hôm đó em đang chờ xe.
Em chờ xe hả? Em chào anh. Dạ không, em chờ tài xế của em tới đón. Ủa mà anh, bình thường em thấy anh chơi lâu lắm mà sao hôm nay anh về sớm vậy? À, hôm nay anh mới đánh xong hiệp 1, thấy hơi không khỏe cho nên thôi, hẹn mọi người lại lần sau. À, em đánh cầu lông lâu chưa? Em chơi chắc cũng được gần 2 năm rồi á anh. Chà, anh thấy em chơi cũng tốt đó. Anh có xem em chơi nữa hả? Cái sân này nhỏ xíu, ai đánh như thế nào nhìn là biết liền mà. Em thấy anh đánh giỏi nhất cái sân này luôn rồi á. Bữa nào anh cho em dự kiến anh nha. Em cứ nói quá. Để chủ nhật tuần sau đi, anh em mình có dịp thử sức. À, ok anh. À, thôi anh về trước nha. Anh ơi, anh có sao không? Nói chung á, là bình thường anh chơi tới 2-3 tiếng lận. Cái hôm anh gặp em á, thì anh chơi có 40 phút rồi là anh về rồi. Anh thấy là có sự trùng hợp ở đây. Bình thường là chơi thể thao từ 2 cho đến 3 tiếng, nhưng mà ngày hôm nay chỉ chơi có 40 phút đi về, chứng tỏ anh ta rất là mệt mỏi. Và cũng trùng hợp với cái ý mà người giúp việc nói là thời gian gần đây thì anh ta rất là hay ngất xỉu và bị choáng váng. Cùng tội nghiệp cậu Minh. Lẽ ra cậu Minh phải có vài đứa con kháo khỉnh rồi nhìn tụi nó lớn lên, vậy mà đi sớm quá. Sao mà tự nhiên đi vậy? Tự nhiên mà sao được. Sức khỏe cậu Minh lúc này suy yếu lắm, thường xuyên hay xỉu lên xỉu xuống hoài à. Ồ, vậy là sao chú? Yeah. Cậu Minh, cậu Minh nước cho khỏe. Cảm ơn chú. Chú Tư, dạo gần đây ở nhà có việc gì đặc biệt không? đâu có gì đâu. Sao vậy chú Tư? Có chuyện gì thì chú có thoải mái chia sẻ với con. Ngồi xuống đây, có gì chú cháu mình tâm sự. Thôi, tôi cậu ngồi đi, tôi phận tôi tới mà sao có ngồi đó được. Dù gì cũng nữa cũng mang ơn cậu, cũng mang tôi biết bao nhiêu năm nay giúp đỡ cho tôi có việc làm. Chú Tư, sao tự nhiên chú nói chuyện với con như người xa lạ vậy? Con với chú đâu phải là mới biết nhau đâu. Mấy năm nay thì con cũng nhờ chú ở nhà chăm sóc cho nhà cửa này, rồi còn lo lắng cho con, thì con mới tập trung cho công việc của con được. Vậy thôi thì cậu cứ yên tâm, cậu làm việc đi ha, để tôi xuống bếp tôi làm ít đồ ăn. Dạ. Nếu vậy thì sau này có chuyện gì chú cháu mình giống như người nhà, có gì chú cứ nói với con nha. Dạ được, hiểu mà. Ủa, đọc sách tiếp đi ha. Minh Minh ơi. Dạ vậy sao vậy Minh? Tôi nghĩ rằng lúc xảy ra đám cháy cậu Minh chắc xỉu nên không thể biết được nên mới xảy ra như vậy. Mà Minh ngất xỉu như vậy bao lâu rồi chú? Khoảng 3-4 tháng nay rồi. Dạ, chào bác sĩ. Em là nhân viên bảo hiểm phụ trách hợp đồng bảo hiểm của anh Minh ạ. Dạ, hôm nay em tới đây em muốn hỏi bác sĩ một số thông tin về sức khỏe của anh Minh trước khi mà anh ấy gặp nạn đấy ạ. Dạo gần đây thì em nghe nói là anh Minh hay bị choáng váng rồi ngất xỉu. Em không biết nguyên nhân là từ đâu vậy ạ? Cô đang nói cái gì vậy? Trời, tính em nói nãy giờ luôn, bác sĩ lo bấm, bác sĩ không chịu nghe á. Em muốn hỏi là cái nguyên nhân nào, cái lý do nào mà bỗng dưng anh Minh lại có thể dễ dàng bị choáng váng và ngất xỉu? Cô nghe thông tin này ở đâu ra? Là sao? Anh Minh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử về bệnh, tim mạch và huyết áp đều ổn định. Làm sao mà có chuyện anh Minh bị choáng váng ngất xỉu được? Ủa, ý bác sĩ là em nhầm hả? Chắc chắn rồi. Minh là một người chơi thể thao rất là điều độ, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, không có phát hiện gì bất thường.
Nhưng mà chính người giúp việc của nhà anh Minh đã nói với em là thường xuyên thấy anh Minh ngất xỉu tại nhà. Theo tôi, chắc chắn là ông ta đã nhầm lẫn. Bác sĩ chúng tôi làm việc và kết luận đều phải dựa trên chỉ số sức khỏe của bệnh nhân. À vậy, vậy thôi coi như chuyện này mình bỏ qua đi. Em muốn hỏi bác sĩ là cái lần gần đây nhất mà anh Minh tới khám là khi nào ạ? Gần đây nhất là khoảng 5 tháng trước. Cảm ơn bác. Tình hình em sao bác? Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu. Tất cả về tim mạch, huyết áp, gan thận, kể cả tiền đình, tất cả đều tốt. Cậu hoàn toàn khỏe mạnh Minh à. Cảm ơn bác. Cũng nhờ bác theo dõi định kỳ. Với lại em cũng chơi thể thao thường cho nên là cũng ăn ngủ tốt. Quan trọng là vẫn giữ được phong độ. Cậu nói chuẩn rồi đó. Nếu mà ai cũng rèn luyện thể thao điều độ như cậu thì bệnh nhân về tim mạch hay xương khớp sẽ giảm nhiều đó. Tụi em thì trông chờ vào sự chăm sóc của bác sĩ hết mà. À thôi, em có hẹn với mấy người bạn chơi đánh cầu lông. Có gì gặp lại bác sĩ sau nha. Ok, chào anh. Chào bác. Tôi chắc chắn với cô là anh Minh hoàn toàn khỏe mạnh. À, cho tôi hỏi, người giúp việc bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em cũng không biết nữa, để em về em hỏi. Nếu mà ông ta trên 60 tuổi thì khả năng ông ta bị lú lẫn rất cao. Có thể là ông ta đã nhầm lẫn. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Trời ơi, mừng quá có bác sĩ. Lần này em không có đền hợp đồng bảo hiểm. Dạ em xin phép ạ. Cô, sao tôi kêu chú quăng mấy cái chai xịt dán này đi thì sao chú chưa quăng là sao hả? Dạ nhiều quá, ba cho hai ba cái, cho ba cái đi lụm mà bông qua mình dạ. Nè chú coi á, chú làm được thì làm, không làm được á thì để tôi kiếm người khác nha. Rồi cậu Minh rồi, cậu Minh rồi còn sống á, bây giờ mà cổ hù, có hù có đuổi vô đâu. Bây giờ ảnh chết rồi, chú định đem ảnh ra để hù tôi hay gì hả? Nè nha, tôi nói cho chú biết, chú đừng có nghĩ mà anh Minh ảnh thương chú á rồi chú muốn làm biến như nào cũng được nghe chưa? Dạ tôi không có ý đó cô. Không có ý đó hả? Không có ý đó mà tôi nói một câu chú cãi một câu. Nè nha, chú phải biết ở cái nhà này ai là chủ và ai là tớ, chú hiểu chưa? Dạ tôi hiểu rồi. Mình mà còn sống, tôi chưa chắc là chủ nhà này. Cậu cũng bây giờ mà cũng ngồi xuống đây, có gì chú cháu mình tâm sự. Thôi, tôi cậu ngồi đi, tôi phận tôi tớ mà sao có ngồi đó được. Dù gì cũng nữa, cũng mang ơn cậu, cũng mang tôi biết bao nhiêu năm nay giúp đỡ cho tôi có việc làm. Chú Tư, sao tự nhiên chú nói chuyện với con như người xa lạ vậy? Con với chú đâu phải là mới biết nhau đâu. Mấy năm nay thì con cũng nhờ chú ở nhà chăm sóc cho nhà cửa này, rồi còn lo lắng cho con, thì con mới tập trung cho công việc của con được. Vậy thôi, vậy cậu cứ yên tâm, cậu làm việc đi ha, để tôi xuống bếp tôi ra ít đồ ăn. Dạ. Sao rồi em? Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, rất đều đặn. Bác sĩ nói sao? Nói là bị lú lẫn. Cái gì? Làm gì mà có cái chuyện lú lẫn ở đây được? Nói là chúng ta lú lẫn, hoặc là ông giúp việc của anh Minh bị lú lẫn mới dám nói là ảnh bị choáng váng và ngất xỉu đó.
thì tại sao em không nói ngay từ đầu luôn đi? Tại anh chị không chịu để yên cho em nói với bộ. Em lần nào cũng vậy, đi về thì vô thẳng vấn đề luôn đi, dài dòng. Nhưng mà anh thấy là đang rất là mâu thuẫn ở đây nha. Có ít nhất hai người từng nói là anh Minh bị choáng váng và ngất xỉu. Anh nhớ lại đi, Minh mới chỉ choáng váng và ngất xỉu gần đây khoảng 3-4 tháng thôi. Trong khi lần khám định kỳ gần đây nhất của anh Minh là từ 5 tháng trước. Như vậy rất có khả năng mầm móng bệnh đã sản sinh trong người anh Minh từ khoảng 3-4 tháng gần đây. Em có biết lý do tại sao mà 6 tháng phải đi khám sức khỏe định kỳ một lần không? Không, em ngu lắm. Bởi vì trong khoảng thời gian này thì mầm móng của bệnh mới phát triển rõ rệt được. Nếu như mà chỉ trong từ 2 cho đến 3 tháng thì không thể phát triển nhanh như vậy. Một cuộc cháy đột ngột xảy ra, động cơ là tài sản, nghi phạm chỉ có một. Đó là tất cả những thông tin em điều tra được. Thì ngoài tài khoản bất động sản chứng khoán ra thì công ty còn để lại một tài khoản bảo hiểm lên đến 20 tỷ. Ghê vậy, kiểu này tiền đè nín thở luôn á. Nhưng mà anh vẫn đang thắc mắc, anh Minh không có gia đình, không có người thân, mà nếu như mà mất đi rồi thì cái số tài sản này ai sẽ là người thừa hưởng? Anh Tú, em thừa nhận là anh thông minh, nhưng mà lâu lâu anh hay hỏi những cái câu mà ai cũng biết được luôn anh Tú. Em ơi, anh đang đặt ra giả thuyết nếu như mà người sát hại anh Minh là Diễm, là vợ của anh Minh. Em thấy không thể nào, tại vì Diễm là một diễn viên có tiếng thì cô ấy phải giữ được hình ảnh cho cô ấy nữa. Đó là cái chân lý của người nổi tiếng mà. Đúng rồi, chân lý của người nổi tiếng. Nhưng nếu như sự việc này á là đúng thì chân lý sẽ biến thành chân tường. Ý là cô ở trong bốn bức tường, hiểu không? Nhưng mà hai người đó là vợ chồng á. Nữa, cha mẹ con cái, nhiều khi con cái còn bất hiếu giết cả cha mẹ. Vợ chồng đâu phải ruột rà máu mủ đâu, họ vẫn có thể làm hại nhau mà. Bây giờ á, anh muốn là chúng ta phải điều tra cho thật rõ về nguyên nhân dẫn đến choáng váng ngất xỉu của anh Minh. Tại vì trong khi đó thì bác sĩ vẫn kết luận là sức khỏe của anh Minh rất là tốt. Vậy tại sao khi một sức khỏe tốt như vậy mà lại thường xuyên xảy ra những cơn choáng váng ngất xỉu, thì chắc chắn là đang có vấn đề, có thể là đang bị đầu độc bằng một cái lượng thuốc độc rất là nhỏ. Bị đầu độc á? Chính xác. Bởi vì trên thế giới có rất nhiều trường hợp là vợ đầu độc chồng bằng một cái lượng chất độc rất rất nhỏ, nhưng mà lâu ngày thì nó có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà lâu ngày, anh Minh vừa mới đi khám bác sĩ chị mới cách đây 5 tháng thôi, thì đâu có đã đủ lâu đâu. Nhưng mà trước đó em à. Trời đất ơi, Tiên ơi là Tiên, Tiên không hiểu vấn đề hả? Anh Tú nói rõ quá mà. Mỗi lần nó chỉ cần một ít thôi, nhưng mà nó tích tụ qua từng ngày, rồi sẽ tới một cái thời điểm khi mà lượng chất độc nó đã đủ rồi thì sẵn sàng giết được một người. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp là vợ đầu độc chồng bằng một cái lượng chất độc rất rất nhỏ, nhưng mà lâu ngày thì nó có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà lâu ngày, anh Minh vừa mới đi khám bác sĩ chị mới cách đây 5 tháng thôi, thì đâu có đã đủ lâu đâu. Nhưng mà trước đó em à. Trời đất ơi là Tiên, Tiên không hiểu vấn đề hả? Anh Tú nói rõ quá mà. Mỗi lần nó chỉ cần một ít thôi, nhưng mà nó tích tụ qua từng ngày, rồi sẽ tới một cái thời điểm khi mà lượng chất độc nó đã đủ rồi thì sẵn sàng giết được một người. Em có biết khi mà lên cái kế hoạch đầu độc chồng như vậy, nó là cả một cái quá trình rất rất là lâu dài rồi, mà họ chỉ cần một cái lượng thuốc rất là nhỏ thôi. Ví dụ như có thể là trộn vào thức ăn nè, có thể là tiêm vào trong người, hoặc là phun ở trong không khí. Khi mà chỉ cần hít vào phải thôi là nó sẽ ngấm dần, nó tích tụ ở đó. Lâu ngày nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là choáng váng và ngất xỉu. Và khi những cái trường hợp như vậy gặp tai nạn, coi như là xong. Nhưng mà nếu như đây là chất độc thì làm sao cô Thùy Diễm này có thể mua được? Cô ấy là người nổi tiếng thì không có khả năng để mua được những cái loại chất độc đó. Chất độc đã được phép lưu hành thì ai cũng có thể mua. Thank you.
Dạ alo, dạ cho em hỏi phải chị Hồng tiệm thuốc tây không ạ? Đúng rồi, tôi Hồng nè, má Hồng nè. Chị ơi, chị cho em hỏi chị có biết diễn viên Thùy Diễm không ạ? Diễn viên Thùy Diễm hả? Biết chứ sao, biết trời, cô nổi tiếng lắm á. Dạ, thôi theo thông tin em được biết á, thì mấy ngày trước chị Thùy Diễm có đến tiệm của mình á. Chị có thể cho em hỏi là chị mua cái gì được không chị? À, cô kiếm Thủy Ngân. Thủy Ngân á? Ờ, vậy chị có thể cho em biết đó là chị mua với lượng thủy ngân là bao nhiêu được không ạ? Ủa dặn tôi không có được nói với ai rồi, tôi không dám nói đâu. Tôi không phải người nhiều chuyện đâu chị ơi. Chị ơi, chị yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật chuyện này, em không nói cho ai đâu ạ. Thiệt chứ, với cái lượng thủy ngân như vậy á, cổ có thể giết được thêm bao nhiêu người nữa, thậm chí giết ba đứa mình luôn á. Thôi, cổ không phải là người bình thường mà cổ là con quỷ luôn á. Rồi em tưởng tượng cái gì mà giết tụi mình luôn vậy? Ghê quá mà. Làm quá vấn đề. Rồi bây giờ cho anh biết nè, cái thời điểm mà Diễm đến cái cửa hàng của Hồng là khi nào? Ngày 18 tháng 7 đó. Bữa đó đó, tôi bán cho cổ xong rồi tôi nghỉ phép. Tôi đi du lịch Phú Quốc đó chị. Trước ngày xảy ra đám cháy một ngày. Có sự trùng hợp như vậy sao? À, chú ơi. À, gì đó con? Nhà làm gì mà nhiều chai xịt dữ chú? À, thì cô Diễm có nói là bây giờ nhà mũi dán rồi nhiều. Cô mua về cô kêu tôi xịt đó. À, mũi với dán hả? Ờ. Ờ, mà mùa này đâu phải là mùa mưa. Với lại là con thấy nhà cũng cao ráo lắm, sao mà mũi với dán nhiều dữ chú? Tôi cũng ở dưới bếp, tôi cũng biết mà làm gì có mũi với dán nào. Bà là chủ, bà kêu mua thì mua chứ. Chứ tôi có dám cãi bà chủ đâu. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú nha. Mà bà xài nhiều lắm mà. Cứ 2-3 bữa là mua, 2-3 bữa mua không biết bà xài kiểu gì nữa. Dạ. Yeah. Cô ấy đã lựa chọn cái khoảng thời gian rất là khôn khéo. Đợi khi mà anh Minh đi khám sức khỏe về xong là cô ấy mua những cái loại phun côn trùng và phun khắp nhà. Cũng hên, anh Minh là một người thường xuyên tập thể dục và có sức khỏe rất tốt. Bởi vậy á, anh mới có thể thoát ra bàn tay của tử thần. Nhưng mà anh lại bị choáng váng và thường hay ngất xỉu. Vì không hạ độc được chồng bằng những thứ có sẵn trong nhà, cho nên cô ấy mới chọn cách khác, đó là ra ngoài mua clorua thủy ngân. Chính xác là như vậy. Mua vào ngày 18, đến ngày 19 thì lại rủ chồng đi nghỉ dưỡng ở một căn nhà riêng. Và sau ấy thì cô ta ra tay khiến cho chồng choáng váng ngất xỉu và dựng lên một cái hiện trường hỏa hoạn. Sao anh còn đây? À, sẵn tiện tôi đi ngang qua, tôi định ghé vô đây thắp nén nhang cho anh Minh. Chị ngồi đi. Anh bị gì vậy? Hả? Anh có sao không? Tôi uống trúng cái chai này, bây giờ thấy khó chịu quá. Ở đâu ra cái chai này vậy? Quản gia đưa cho tôi. Mà cái này không phải lỗi của quản gia. Tại vì quản gia nói là lấy ở đâu trong phòng cô đem ra. Xong rồi tôi thấy vậy tôi tưởng là nước lọc, nên tôi uống vô. Bây giờ nó khó chịu quá. Ơi cái ông này, có biết cái này là cái gì không? Anh ơi, bây giờ mình đi bệnh viện liền đi. Cái này là thủy ngân á, anh uống vô là chết á. Đi gấp đi anh.
cái gì? Cô nói cái chai này là chai Thủy Ngân hả? Vậy là chính cô cũng xác nhận nó là Thủy Ngân đúng không? Sao anh... Cô yên tâm đi. Thật sự tôi có bị gì hết á. Nãy giờ là tôi chỉ thử cô thôi. Tôi đang thắc mắc là tại sao cô lại sử dụng Thủy Ngân trong nhà của mình. Thì tôi sử dụng nó để diệt côn trùng thôi. Diệt côn trùng hay là mua Thủy Ngân về để giết chồng mình? Nè, anh ăn nói hàm hồ cái gì đó hả? Tôi đã tìm ra được chứng cứ. Và đây là bằng chứng. Cô có khả năng giết chồng mình để chiếm đoạt tài sản. Đó chính là ông Trần Văn Minh. Anh điên rồi. Anh đang nói tào lao cái gì á? Tôi làm gì phải giết chồng mình như vậy chứ? Cô cố tình đi mua những chai xịt mũi, xịt dán về để nhằm hạ độc chồng mình. Nhưng mà lúc đó không đủ. Thì vào ngày 18, cô quyết định mua Thủy Ngân về. Sau đó rủ chồng mình đi vào một căn nhà riêng để nghỉ dưỡng. Cố tình hạ độc chồng mình bằng Thủy Ngân và dựng nên một hiện trường giả là do hỏa hoạn xảy ra. Anh đang nói tào lao điên rồi. Tôi không có cái lý do gì để giết chồng mình hết á. Lý do giết chồng mình là để chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt luôn cái hợp đồng bảo hiểm của anh ấy đang đứng tên. Anh không có bằng chứng. Đây là bằng chứng. Cô không cần phải đi đâu. Thực ra đó chỉ là được lọc thôi. Còn cái loại Thủy Ngân trong phòng của cô đã được giao cho quan chức năng. Thủy Ngân thể đâu cũng có. Nó vừa có công dụng diệt khuẩn, giặt sạch quần áo, rồi diệt côn trùng nữa. Tôi là một công dân tự do, tôi có quyền sử dụng nó với mục đích chính đáng. Ai có thể bắt tôi chứ? Đúng là công dân thì ai cũng có quyền được sử dụng. Nhưng mà kể từ bây giờ cô có được tự do hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm tử thi chồng mình. Người ta sẽ tìm thấy lượng Thủy Ngân trong cơ thể của ông Trần Văn Minh. Nó sẽ phù hợp với cái lượng Thủy Ngân mất đi trong chai Thủy Ngân để trong phòng của cô. Cô cứ chờ đi. Ông là ai? Ông là trùm, không phải trùm thường, trùm sò. Lo gì? Chồng thì cũng lo chứ. Dù sao thì cũng là chị em trong nhà. Anh em trong nhà à. Trời ơi, vào sinh ra tử với nhau biết bao nhiêu năm. Giờ ông mà có mệnh hệ gì, sao Tiên sống nổi? Trời ơi, Tiên ơi. Tiên lo ông bị gì? Tiên lo là bà Diễm sẽ nắm đầu ông, chống trọc hết đầu. Hay là bà sẽ thọt hai cái ngón tay, có hai cái móng tay thiệt dài vô cái cuốn mũi của ổng để cho ổng xịt máu mũi. À, hay là một con dao phóng thẳng từ xa đâm vô cái não ổng chết tươi tại chỗ. Chết. Cũng có thể lắm nha. Gì? Ồ, chết rồi. Tại sao Tiên không đi theo anh Tú ta? Trời ơi, Tiên phải đi theo rồi Tiên bảo vệ anh chứ. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì sao? Trời ơi, bà Diễm bắt đâu phải dạng vừa đâu. Bà không phải dạng vừa. Vậy bà dạng gì? Dạng cỡ 1m2, 1m5 không? Tào lao quá. Không có nên chủ quan đâu. Anh Minh á, ảnh là một người tập thể thao thường xuyên. Mà còn bị bà Diễm hại chết. Nói chuyện anh Tú nhà mình trắng nõn à, không tự bột á. Bà chỉ cần giăng lưới một cái thôi nha, là cái nằm gần ơ đó. Bà Diễm đó đúng là một người nham hiểm, cực kỳ nham hiểm. Không 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 không, stop lại. Mình là một người con gái thùy mị nết na. Mình yêu cái đẹp và thích hòa bình. Cái mặt hồi nãy mới đúng là cái mặt nham hiểm đó, hiểu chưa? Mà bà Diễm á, đôi khi bà không phải là một người phụ nữ khôn ngoan hay là nham hiểm gì đâu. Mà vì anh Minh quá tin tưởng vào bà. Anh Minh á,
một tay của ổng đã gây dựng nên sự nghiệp lớn như vậy, chứng tỏ ảnh không phải là người bình thường. Nhưng đối với người phụ nữ mà ảnh yêu thì ảnh lại quá xem thường. Nói như tình cũng không có đúng. Nếu như người khác đi, ở cái địa vị của anh Minh đi, không thể nào mà người ta không tin tưởng vào một cái người vợ đầu ấp tay gối với mình hàng đêm được, đúng không? Trời, không, cái đó mình gọi đơn giản vắn tắt thôi. Mình gọi là dễ dãi đặt lòng tin vào người khác, ok? Ê, mà nghĩ tiếc ghê á. Tiếc gì? Tiếc lắm luôn á. Gì tiếc? Chưa kịp giao hợp với anh Minh, cái anh đi mất tiền. Tiền Tiên ơi, Tiên làm tình bị sốc quá Tiên. Một người phụ nữ yêu cái đẹp, thích hòa bình mình ăn nói cái gì vậy Tiên? Trong đầu đang nghĩ cái gì vậy Tiên? Không bình thường mà. Không, nó không hề bình thường, nó bất thường lắm Tiên ơi. Tại sao một người phụ nữ như Tiên này có thể nghĩ là mình có thể giao hợp được với một cái người... Ơi, bậy á! Nè, cái đầu nghĩ bậy á. Nghĩ bậy? Nói gì thật lao. Không, tình không có nghĩ bậy. Hồi nãy giờ tình rất là bình thường, nhưng mà xong cái câu giao hợp của Tiên. Trời ơi, cái giao hợp đây của người ta là giao lưu hợp tác, hiểu không? Giới trẻ bây giờ người ta nói ngắn gọn thôi, người ta không có nói dài dòng ra nữa, hiểu không? Lúc trước khi anh mất á, Tiên đã có hẹn đánh cầu lông với anh rồi. Chưa kịp đánh cầu lông với anh gì hết trơn á, đi mất tiền. Trời ơi, chết quen. Giao lưu hợp tác thì ta nói thẳng bốn chữ giao lưu hợp tác. Trời ơi, đâu có thêm được một miếng nước miếng nào đâu mà sợ dữ vậy. Bà nội tôi đội mồi sống vậy cũng không hiểu cái chữ giao hợp đó là ý gì á. Thì lỗi. Lỗi phải gì đây? Nhưng mà nghĩ tới anh Tú lại lo quá à. Lo cái gì mà lo. Ông Tú á, thật ra ông cũng dữ lắm á. Tại ông không thể hiện thôi, nói cho mà biết. Thấy chưa, nhắc Linh nghe chưa, thấy dữ nghe chưa, gọi nè. Nghe máy. Dạ, alo, em nghe nè anh. Rồi, sao vậy? Xin nói đúng rồi đúng không? Anh có chuyện rồi đúng không? Đúng không? Ê, sao đi về vậy? Phải đi về liền. Tại vì anh Tú sắp tới đây rồi, ảnh sẽ giao nhiệm vụ mới. Đi về liền.